Dụng con Long xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu sâu một chút về cái máy nhổ lông vịt năm 2023. Cái hàng này là hàng mới về của bên em. Thì con máy này thì nó có những cái sự khác biệt so với con máy màu xanh. Đấy. Con máy màu xanh thì đây là bên em cũng đang bán đây. Con máy này là con hàng đời đầu của thằng Trung Quốc. Thì con máy này dùng khá là bền và ổn định. Hàng của bên em thì có hai chữ tàu trên đây và hàng ở dưới có hai chữ con Long ở dưới đây rồi. Thì nó không bị nhầm lẫn với bên nào cả. Con máy này dùng bền ổn định và đợt vừa rồi thì bên em nó có ra một cái mẫu mới. Thì con máy này thì hôm nay em sẽ nói sâu một chút về cái kỹ thuật và những cái lỗi mà nó hay gặp ở cái con máy màu cam này. Đây là cái bản trong suốt nhá. Còn bên em bán máy ra là cái máy màu cam này. Thực ra là hai máy nó như nhau và nó chỉ khác nhau về màu thôi. Cái bản mà bên em sâu cho các bác xem ấy, trưng bày ấy, cái hàng trưng bày bên em là cái bên em làm là cái màu trắng. Để bên em cho các bác xem là bên trong máy nó có những cái gì và nguyên lý hoạt động của máy nó ra làm sao. Thì hôm nay em sẽ nói sâu về cái vấn đề kỹ thuật. Thì việc đầu tiên của con máy này là nếu như mà các bác dùng khoảng 2-3 tháng mà máy cảm giác nó không bán được lông, thì vấn đề là nó do cái con hai cái con lò xo này này, hai cái con lò xo này mục đích của nó này là nó sẽ dựa vào hai con lò xo này nó xô ra xô vào tùy từng cái loại lông này, này cái lông kẹp này, lông măng, lông ống, lông tơ là nó sẽ dựa vào hai con lò xo này. Khi mà máy nó không bám lông nữa là do hai con lò xo này nó không được cân bằng với nhau và nó bị lệch. Thì cái vấn đề giải quyết của mình là bây giờ mình tháo cái vỏ máy ra. Đây đây có 6 con ốc, 1 2 3 4 5 6 nha. Và tháo 6 con ốc này ra và mình cân bằng lại hai cái con lò xo này cho nó cân bằng nhau là được. Và trong cái quá trình mà mình dùng nó lâu quá, nó nhiều quá rồi thì mà cái lò xo này nó bị giãn ra thì mình có thể là đây, hàng bên em có tặng kèm cho các bác là hai cái lò xo mới đây. Thì mình có thể thay được cái lò xo này ra tại vì mình dùng nhiều quá. Đó. Thì cái lò xo này nó giãn ra là chuyện bình thường thôi, thì mình có thể thay được hai cái lò xo này rồi. Và đấy là cái xử lý vấn đề là không bám lông. Cái vấn đề thứ hai là nếu mà dùng lâu quá mà cái đầu kẹp này nó bị vênh, nó lệch nhau, nó y hệt như cái con máy ấy xanh này. Đầu đầu kẹp bây giờ mà nó vênh nhau thì bây giờ phải xử lý như nào, nó không cân bằng nhau. Thì nếu như cái con máy này mà nó bị vạch, nó bị hai cái đầu kẹp nó không cân bằng nhau thì các bác xử lý giúp em là dùng cái vít lục giác này, cái vít to này các bác nhá, này cái vít to này. Mình sẽ nới rộng ba con ốc ra. Con ốc thứ nhất này, các bác nới cho em hai vòng này. Con ốc này này, các bác nới ra khoảng hai vòng này. Và con ốc thứ ba ở mặt đằng sau này, con ốc này nới ra cho em là hai vòng này. Khi mà nới ra hai vòng rồi, cái đầu bộ kẹp này hiện tại là nó đang, ví dụ là nó đang lệch nhau đi, thì mình sẽ để ngón tay này vào đây để cho hai cái đầu kẹp này nó cân bằng với nhau. Khi mà nó cân bằng với nhau rồi thì bắt đầu là mình dùng cái vít lục giác vừa rồi mình tháo ra đấy để mình xít dần ba cái con ốc này lại cùng với nhau. Thì khi mà mình xích chặt rồi thì tự khắc hai cái đầu kẹp này nó sẽ cân bằng với nhau. Cái này nó y hệt như là mình tăng cái xích xe máy hoặc là cái nhông xích ấy. Mình y hệt mình làm gần tương tự nó là như vậy. Nên là cái con máy này á, là sau này các bác không phải thay cả cái bộ đầu kẹp giống như là cái con máy màu xanh. Mà mình ở cái con máy này đây, em sẽ đi sâu một chút về cái bộ đầu kẹp của nó đây này. Đây là nguyên lý hoạt động và cái bộ đầu kẹp của con máy màu cam này. Đây. Ví dụ như con máy này này. Các bác về sau này không phải thay cả cái bộ này. Ví dụ như là mình có bong cái mối hàn này hay là cái vòng bi này nó có bị dơ thì đây, bên em có một cái vòng bi, cũng có bi bi ở đây là bi rời. Mình có thể thay thế được ở đây được, tại vì cái vòng bi này nó không hàn chết vào cái bộ đầu kẹp này nên là mình vẫn thay thế được bình thường này. Cái thứ nhất này, lò xo nếu mà giãn quá thay được. Cái thứ hai, thứ ba nữa là nếu như mà cái khớp này dùng nhiều quá nó bị lỏng thay được luôn. Cái thứ tư nữa là nếu như hai cái, các bác nhìn đây có hai cái vòng bi này dùng nhiều quá, nếu như mà nó bi nó bị dơ bây giờ cần phải thay vòng bi, thay được luôn. Đây bên em có cái hai cái vòng bi cái dạng rời thì mình sẽ tháo ra, mình tháo cái cũ này ra, mình lắp cái này vào là xong. Cái thứ năm đó là nếu như cái bánh răng này mà nó có bị mòn ấy, mà nó bị đứt và vài cái tai ở đây á thì có thay được không, thì xin thưa với các bác là cũng thay được. Đây đây là cái bánh răng, tất cả các bộ phận để cấu thành và lắp đặt để hoàn chỉnh được cái bộ đầu kẹp này thì mình đều thay thế được các bác nhé. Nên là mình không phải thay cả cái bộ đầu kẹp này, nên là sau này các bác mà dùng ấy, máy có bất kỳ cái lỗi nào đấy mà hỏng cần phụ kiện thay thế thì liên hệ qua Zalo của bên em hoặc là cái số hotline của bên em là 0782 đây 0782 208 678. Zalo thì bên em cũng dùng cái số này luôn. Đây, và đây là cái số hotline bên em này 0967 281 078. Thì em không biết các bác mua hàng của bên nào, nhưng mà cứ mua hàng của bên Quang Long của bên em thì các bác điện lúc nào cũng nghe máy. Chứ
bên em cũng gặp khá nhiều cái tình trạng là khách hàng mua của bên khác nhưng mà gọi điện về hỗ trợ bảo hành máy toàn có thuê bao và người ta từ chối để bảo hành máy. Thì thực ra là em thấy bán hàng như vậy thì nó cũng không hay, vì mình bán một cái sản phẩm cho khách không phải là mình lời 50.000 hay là 100.000 mà nó còn liên quan về cái chế độ phục vụ khách bảo hành về sau này nữa. Nên là bên em cam kết là lúc nào các bác điện bên em cũng cầm máy để nghe, hay là cũng có nhân viên trực để nghe điện thoại của các bác, nên các bác yên tâm bên em sẽ xử lý nhanh cho các bác về những cái vấn đề về máy lỗi hay là trục trặc gì đấy. Hàng mà của bên em mà gửi đi ấy, thì nó có dầu này, đây là dầu dầu máy khâu này, đây là nhíp nhựa lông, đây là dao làm lỏng, thì phụ kiện đi kèm của nó có hai lò xo, một công tắc và cả lấy cái đục giác nhé. À đây nó có một cái hay này các bác, như cái con máy xanh ấy, thì ví dụ như con máy xanh này đi thì nó hay bị hỏng cái công tắc, nó bị chập chờn, nhưng mà cái con máy này này các bác nhìn nhé, đây nó có một cái ốp nhựa này, nó chống nước vào trong này, nên là cái công tắc này nó rất ít khi hỏng, mà nếu như mà hỏng ấy, mình vẫn thay được bình thường. Công tắc này là công tắc dạng giắc cắm chứ không phải công tắc này dạng hàn chết, nên là khi mà nó có hỏng ấy, mình lấy cái mũi kéo mình cậy cái công tắc này ra, xong rồi mình đây mình lấy cái công tắc mới này mình ấn vào đây một phát là xong, mình không phải hàn cái gì cả, nên là thay thế nó rất là nhanh. Tiếp theo đó là đây nó có hai cái đầu khớp này, hai hai cái gờ này, hai cái gờ này mục đích là của nó là để ngăn cái lông nó cuộn vào bên trong của cái máy, nên là nó cũng giảm đi được về cái tuổi thọ của máy đi là khá là nhiều, nó tăng lên cái tuổi thọ của máy. Còn cái máy này thì cái nguồn của nó sẽ là dùng cái nguồn giắc cắm các bác nhé, nó không dùng giống cái nguồn của máy màu xanh đi liền khối đâu, mình dùng thì mình cắm vào đây, đây mình cắm vào đây. Và các bác lưu ý này, nhìn giúp em ở đây nó có hai cái tai nhá, không phải tự dưng mà nhà sản xuất họ sinh ra hai cái tai này để làm gì nó vướng đâu. Các bác nhìn này, ở cái phần nguồn của máy này, đây là cái phần nguồn của máy, đây là cái phần nguồn của máy nhá. Nguồn của máy thì ở phần dưới đây nó có một cái dây thun này, mục đích của cái dây thun này là mình buộc lên đấy, một đầu dây thun mình buộc ở đây và một đầu mình buộc ở đây, và khi mà mình buộc ở đây rồi ấy, thì để mình cố định được cái đầu này đây, đấy mình cố định được cái, giữ nguyên được cái cố định ở chỗ cái cuối của cái phần giắc cắm này để cho nó không bị gập lên gập xuống, nếu như mà nó gập lên gập xuống nhiều nhá là chỗ này nó bị đứt ngầm nhá, là mình cắm lúc điện vào lúc không ấy. Thì bây giờ nếu như nó bị đứt ngầm ấy, thì cái phương án xử lý là mình thay cái khác thôi đấy. Đây là cái nguồn, cái dây nguồn mới này à, thì các bác có thể liên hệ qua bên em mua cái dây nguồn mới này để mình lắp vào, mình thay thế, mình đấu vào cái nguồn là xong. Phụ kiện là bên em có đầy đủ hết, và hàng của bên em thì bên em cam kết là con máy này thì dùng nó khá là hay, và cái thứ hai nữa là nó sẽ tối ưu đi cho các bác về cái chi phí để mình thay thế cái bộ đầu kẹp về sau này. Từng cái bộ phận của cái bộ đầu kẹp này là bên em có đầy đủ hết, coi là các bác muốn cần cái gì thì cứ liên hệ qua bên em, chứ đây mình không phải thay cả cái bộ đầu kẹp của máy xanh. Các bác nhìn con máy xanh nhá, con máy xanh này nó hàn chết này, đây có một mối hàn này, mặt sau này có mối hàn này, nên là nếu mà mình dùng cái máy này nó lâu mà nó bị bong cái mối hàn này ra, máy nó kêu to, bắt buộc là mình cũng phải thay cả cái bộ đầu kẹp này. Tại vì sao? Tại vì hàn chỗ này là hàn bằng công nghệ cao, mà hàn bằng hàn tích, chứ không phải là cái mối hàn này là giống như cái hàn xì ở gần nhà các bác, các anh, các chị. Tại vì nếu như mà mình chấm mối hàn nó to quá ấy, thì nó bị lõm cái vòng bi ở đây, và nó đây, ví dụ như này, mình nếu mình chấm nó sâu quá thì nó bị lõm cái vòng bi này và nó không bị ăn. Nên là cái trường hợp này thì các bác mà dùng số lượng nhiều thì em khuyên các bác là chuyển sang cái máy cam này. Đây, con máy này vừa chạy được điện, vừa chạy được pin, một cục pin dùng khoảng 4 tiếng. Bản chất con máy này là con máy chạy điện, và chỉ khi nào mà máy nó mất điện thì mình mới lắp pin mà mình sơ cua thôi. Tại vì cái bản chất của nó là máy chạy pin thì nó sẽ chạy yếu hơn là máy chạy điện. Còn hàng của bên em thì có phiếu bảo hành đầy đủ cho các bác. Máy của bên em thì sẽ bảo hành cho các bác là trong vòng 3 tháng. Bên em sẽ lỗi một đổi một cho khách ở trong vòng 1 tuần đầu, với là trong vòng 1 tuần đầu mà máy các bác dùng mà lỗi bất kỳ đâu thì bên em sẽ đổi mới cho bác là lỗi một đổi một. Quá 1 tuần đấy trong vòng thời hạn bảo hành 3 tháng của bên em. Mà máy không may nhá, không may một ngày đẹp trời mà máy nó có cháy này, motor này, cháy cục nguồn này, thì bên em sẽ gửi miễn phí hai cái này đi cho các anh, các chị, các bác là không tính phí, là các bác yên tâm. Thì số hotline thì ở bên em cũng có để trên cái phiếu bảo hành này rồi. Thì các bác cứ cần cái gì liên quan gì về máy, hay cần bên em tư vấn miễn phí cái gì đấy, thì cứ liên hệ vào cái số hotline của bên em là 0967 này 281078, và cái số Zalo bên cạnh của bên em là 0782 0782 208 678. Và tôi Gia Dụng Quang Long xin cảm ơn các bác ạ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ Gia Dụng bên em về cái sản phẩm là cái máy nhũ lông vịt này. Bên em cũng rất mong là cái sản phẩm này nó sẽ
mang đến một cái trải nghiệm tốt đến cho khách hàng. Làm sao em bên em cũng mong muốn là sản phẩm của bên em thì dùng nó sẽ bền và nó ổn định.